Ừ, gần trước mắt đó đó. Đó. Một xíu nữa, à, rô kìa, rô kìa. Đó, chỗ đó hai, hai, ba, hai, nhảy hai, ba lần đó. Đó, đó, đó. Cá lóc. Cá lóc nhỏ bằng vần chỉnh ta. Sai hả? Không không cái vợt. Này thấy tiết đó một cái nữa đó. Cá lóc nó nhảy à? Rô hả? Rô chính đây kìa. Còn thêm cá nó cuốn luôn hả? Không có gửi cá hả? Đó đó. Rô này về chiên chiên xù ngon đó. Đó kìa. Vụ cá đây mà để qua đêm chắc nhiều lắm nha. Anh để muôn muôn á. Lâu lâu quay về tuổi thơ. Nhưng dân ở đây họ họ ít đi bắt nha. Ếch ếch đông phải nhiều lắm thôi đúng không? Ếch á. Con ít á. Thế thấy ở bên kia kia mà đêm mà nghe nó ếch ít nó kêu đó. Ừ. Không thấy ai bắt cả. À. Một con. Hai con. À, có con cá rô gì á, là nà ta. À, ta sạc. Được luôn hả? Hình như này thành cá rô biển phải. Có dính cua này. Cá sạc nhiều đúng không? Cá sạc nhiều hơn cá rô. Lưới này là lưới lên mấy anh? Cái băng lưới mấy phân? 3 phân rưỡi. Rồi thấy ngon ha. Rồi 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 nó mới chiên xu thì. Tâm tâm này chiên xu nó nhánh này. Nó giòn. Ngoài cái hai tay chắc là nhiều hơn. Qua đó đó, con hồi này đó. Nhiều đấy đủ nhau rồi, đúng không? Nhìn này giống cái giống miền Tây đúng không? Ôi có con cá lóc cầm sậy kìa. Ừ thì nó cái đời nhờ quế. Bọn em đi đi làm đấy không có thời gian đấy. Ở dưới Đồng Nai lên. Vui nhiều này. Con này một tay nữa hả? Thì cũng không đứng tay thẳng nó tổn khúc đó đó. Thì ăn thôi, ăn cho hết. Đủ ăn rồi. Ăn không hết luôn chứ đủ ăn. Vậy chứ ăn người hai ba con nó ngã ra. Ăn nữa hả?
ngọt không này, con lóc này. Vậy chứ ở đây có lóc, lóc bướu nó tay với có lóc con mà. Đúng không? Ừ, hai con kia. Bé cua hả? Nhiều đây chán ăn thôi. Chiều chiều ra nhiều đây cả đợt tụt đợt đi chơi đúng không? Vương ngon này. Ở giờ anh đây.